<laughs> mọi người bắt đầu đọc cái bình luận này nghe xong rồi tôi sẽ trả lời cho nó nghe cái con hồng ngọc nè nghe không không biết mày là cái người ra làm sao mà thấy cái cách của mày nha, mà mày đi kiếm chuyện với cái người mà vô cớ mày không có quen biết là biết là mày là cái thứ không đàng hoàng rồi không mày là cái thứ tà tâm rồi nghe không sống mà thất đức nè ác ôm thất đức nha, lã ha trời không có cho mày sống ngon lành đâu nha con, nghe chưa hồng ngọc, nè bây giờ để mình đọc cho mọi người nghe nha, khi nào nó trả lời cho cộng đồng mạng, trả lời cho cộng đồng mạng biết, nào không, nếu không trả lời cho cộng đồng mạng biết, nè không, chớ đừng có chối bỏ cộng đồng mạng quá hiểu nó, về nó nó phải trả lời chớ họ à, chớ nó đừng qua mặt mọi người binh đừng qua mặt mọi người chớ nó đừng qua mặt rồi mọi người binh nó giờ họ đã hiểu rồi họ xa lánh nó là họ sáng suốt đó bây giờ để tao trả lời câu này cho mày nghe nghe không? khi nào khi nào con mỹ linh trả lời cộng đồng mạng hả con mỹ linh nó trả lời cộng đồng mạng từ rất lâu rồi ngay từ cái ngày mà ha, thằng thằng Tùng bất ngờ vô trong kênh của Mỹ Linh đó. là lúc đó Mỹ Linh nó còn chưa biết đó là Tùng nào, tại vì nó đâu có quen biết với Tùng đâu mà ngoại tình ngoại tình mà tại sao lại không biết cái 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 tên thiệt của người ta nguyên nguyên cái tên của người ta họ tên của người ta là là ha, Kim Tùng Văn mà nó đâu có biết nó tưởng là ha, người À, người ở trên cộng đồng mạng vô xem giống như tụi bay vô xem vậy đó, nói không, nó giống như bây giờ cái tên hồng ngọc tao cũng đọc tên hồng ngọc chứ tao cũng không biết mày là ai luôn, đó là vì không quen biết nhau. Thì lúc kim tùng văn vô cũng vậy, mỹ linh nó không quen không quen biết là ai cả. Ngoại tình mà sao tại đã từng cặp bồ với nhau mà mà yêu nhau sao không biết tên người ta? Đó, cho nên là con mỹ linh đó sau cái đó sau khi mà nó tiếp xúc được với Kim Tùng Văn nó mừng quá rồi nó cho số điện thoại để liên lạc để mà nhờ để kêu gọi Kim Tùng Văn lên trên kênh để trả lời thì Kim Tùng Văn nó lên kênh nó đã trả lời cho cộng đồng mạng dùm cho Mỹ Linh rồi là nó cũng bảo vệ lấy danh dự của nó rồi thấy không rồi con Mỹ Linh nó cũng đã trả lời cho cộng đồng mạng biết rồi nó hoàn toàn nó không có quen biết gì với Kim Tùng Văn nó không biết Kim Tùng Văn là ai luôn đó Xuân Mai nó cũng không biết luôn chỉ có Xuân Mai biết nó là trên cái kênh của nó thôi biết cái số Zalo nó đăng ở trên kênh để liên lạc với nó thôi thì lúc đó nó mới biết mặt của 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 Xuân Mai khi mà mà liên lạc Zalo để mà xin để mà đưa lên kênh câu chuyện đó vậy thì cần gì mà phải trả lời cộng đồng mạng nữa còn cái cộng đồng mạng của tụi bay á là cái nhóm tụi bay thôi. Chứ còn cộng đồng mạng người ta nghe mọi chuyện là người ta đã hiểu rõ hết rồi. Đó là lý do tại sao mà hai cái kênh của tụi bay á, kênh thằng Sang với con Tanh á, là bây giờ là rơi xuống hố rồi, sơ, rơi xuống vực rồi. Không còn ai tin nữa hết, mất lòng tin rồi. Đó, thấy chưa? Rồi còn nói tới cái câu mà ha, à, chứ đừng có chối bỏ cộng đồng mạng hiểu nó về nó Đúng không tao nói cho mày nghe nè không có gì mà phải chối bỏ với cộng đồng mạng cả cộng đồng mạng á, là con mỹ linh nó đã trả lời ngay từ lúc kim tùng văn tìm tới kênh của nó Đúng không để mà liên lạc đó thì người ta đã trả lời cho cộng đồng mạng biết rồi, cộng đồng mạng người ta đã biết rõ sự thật rồi. Biết rõ được chân tướng sự thật rồi, đúng không? Thì uh, Mỹ Linh không có gì mà phải chối bỏ. Có đâu mà chối. Làm gì có mà chối, đúng không? Đó, còn cái đám tụi bay á, thấy không? Không có đại diện cho cộng đồng mạng được. Cái nhóm tụi bay nó có chút xíu à. Đấy không? Có chừng 10 đứa là cùng à, thấy không? Đó thì cái nhóm tụi bay á, không có đại diện cho cộng đồng mạng được cộng đồng mạng trên toàn thế giới rất là đông đó cho nên là đừng có mà đi nói dùm cho người ta không? đừng có mượn danh cộng đồng mạng không đó còn nó tụi bay á, mà không 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 ấy mà muốn muốn ức hiếp người ta đó phải không muốn gieo tiếng ác cho người ta muốn đặt điều đặt chuyện thì muốn hỏi cái gì á thì tới thẳng ngay con Mỹ Linh. Dám đứng trước mặt Mỹ Linh mà nói đi. Rồi lúc đó rồi tính. Nghe không? Nếu mà đường đường chính chính thì gặp ngay mặt Mỹ Linh mà nói. Nghe không? Đó. Chứ đừng có khua môi múa mép ở trên này. Đừng có xạo xạo. ha Không có đại diện cho cộng đồng mạng được. Nghe không? Đó. Mà tụi bay, cái kênh của tụi bay cũng đừng có qua mặt mọi người. Nghe không? Không có qua mặt được mọi người đâu nghe không lên nó xạo 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 không có qua mặt được mọi người được rồi còn nói mọi người binh nó giờ họ đã hiểu rồi họ xa lánh nó là họ sáng suốt đó tao nói thiệt cho mày nghe nghe hồng ngọc mày đừng có nói ngu nữa đừng có nói dốt nữa cho rằng là những người binh con mỹ linh mà giờ đã hiểu rồi họ xa lánh nó là họ sáng suốt đó nhưng mà họ cũng đủ sáng suốt để họ không phải là họ đi theo tụi bay Tại vì tụi bay còn tệ hại hơn con Mỹ Linh nữa Tụi bay là những đứa gian dối Láo tuyết Nói không Đó Dốt nát ngu si đần độn Còn ác nữa Thấy không Thất đức nữa Đó Gian ác thất đức nữa Nói không Tụi bay còn tệ hại hơn con Mỹ Linh nữa Cho nên là cho dù mà người ta có hiểu rõ Mà người ta có xa lánh Mỹ Linh á, Người ta không chơi Mỹ Linh nữa đó nhưng mà người ta cũng họ sáng suốt hơn nhiều nữa là người ta không chơi với tụi bay. Thấy không? Còn chỉ có ai mà ngu lắm mới chơi với tụi bay thôi. Tại vì tụi bay gian dối ngay từ đầu người ta đã nhận ra rồi. Chỉ có cái thứ ngu nó mới không biết. Còn nói à, nó mặc cái áo hở ngực mà hổ ngực trời ơi viết toàn sai lỗi chính tả không à mặc cái áo hở ngực còn hơn ánh tạ mà nó nói người ta nó không nhìn lại mình nó chỉ biết nói người ta thôi cho nó biết gì được cái mồm cái chuyện này á, là cái chuyện á, là giữa con mỹ linh với ánh tạ còn chuyện mặc áo hở ngực á là bà rina không có bàn tới phụ nữ thích thì có mặc áo hở ngực đó vì đó là hả làm đẹp tạo sự hấp dẫn quyến rũ người khác đó là chuyện bình thường ánh tả ánh tạ mặt cái đó cũng không sai con mỹ linh mặt cũng không sai mắc gì mày nói vô hả ánh tạ đâu có mượn mày đâu ánh tạ đâu không mượn mày nói vô nói lên nó phê bình ánh tạ mà ngày hôm nay thấy nó mặc áo loài loài ngực mà cũng viết loài ngực trời ơi con con này nó dốt kinh lắm đó hả mày dốt chữ mà viết sai lỗi chính tả không à hả mày bây giờ mày cũng chỉ biết nói nói con mỹ linh thôi chứ mày không biết tới mày mày không nhìn lại mày coi hả rồi tới lúc mà mày muốn làm đẹp, á. mày muốn làm đẹp, mày muốn à, mặc đồ cho quyến rũ hấp dẫn, đúng không? thì mày cũng không dám mặc, tại vì mày mặc á thì á, là bị con Mỹ Linh nó cười cho, đúng không? đó. cho nên là con Mỹ Linh nó nói phê bình Ánh Tạ thì để cho Ánh Tạ phê bình lại nó, chứ không phải mày. Mỹ Linh nó nói anh tạ thì để anh tạ nói nó chứ không phải mày nói mày nói nó rồi ai mốt mà mày mày có dám mặc áo hở ngực không mày có dám mặc đồ đẹp mày đi ra mày mày khoe sự quyến rũ của mày không hả hay là mày phải mặc uh, kính cổng cao tường mày mày đi ra ngoài đường ngu vừa thôi chủ kênh ngu dốt là tụi bay cũng ngu dốt ta nói thầy nào tới nấy á cái con kênh cái con chủ kênh nó dốt chịu không nổi á. cái thằng chủ kênh nó dốt quá là dốt luôn cho nên tụi bay còn, dốt tệ nữa bớt ngu dốt dùng cái đi là phụ nữ hãy sống như một đóa hoa không nên sống thủ đoạn thử đoạn trời ơi thủ đoạn mưu mô, mô. Đừng tự cho mình khôn ngoan Đừng tự cao tự đắc Ngựa non mà háo đá Có ngày sẽ thấy hậu quả về sau Đó bây giờ cái kiểu này là mày đang tự tác vô mặt con 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 tanh đúng không Mày tác vô mặt con tanh đúng không Đấy không là phụ nữ hãy sống như một đóa hoa Nói không Đó Đừng có mà ha, mà, mà sách đích mà chạy từ bên Úc Mà qua bên bên Thụy Sĩ để để cho không người ta nói không như một đóa hoa để ông bướm nó vờn nói không con ông nó bay về nó gặp mình nói không đằng này á nó đâu phải đóa hoa nói không nó là cái thứ gì á nói không nó bay tận bên úc nó xách cái đít nó bay tận bên úc nó qua thụy sĩ nó cho không á nói không đó không nên sống thủ đoạn mưu mô đúng rồi mày nói mày tác vô mặt con con tanh luôn con tanh tanh á con thanh thanh á thấy không sống thủ đoạn mưu mô đó đó lên nó làm kết nối yêu thương mà xạo xạo ở bên trong thì bán số điện thoại người ta kiếm tiền lấy tiền chứ không có kết nối trai hết á đó. đó. rồi hễ mà ha cái người việt kiều đó mà ưng cái người kia thì nó nói để cho người ta ve yeah ra Tại vì sao? Vì nó mà nói để cho hai người đó mà kết thành đôi thì là coi như người ta kết đôi rồi, người ta biến rồi. Nó đâu còn bán số điện thoại cho ai nữa. Nó đâu còn cái việc kiều mới nào để, lên để nó dụ nó gạt tiền người Việt Nam nữa. đúng không? Đó, thủ đoạn mưu mô là con đó đó. Thấy không? Rồi còn thủ đoạn mưu mô là ha, đi tranh giành, giành giật đi ganh tị với người ta, ganh tị với con Mỹ Linh. Đó cái YouTube á, cái bánh YouTube là của tất cả mọi người trên thế giới, ai cũng làm YouTube được hết á. Thấy không? Không có YouTuber nào mà đi hả đạp YouTuber bơ khác xuống là à, để cho mình làm kênh thôi còn không ai được làm kênh hết. Hả? Gan dành danh dành giật miếng miếng bánh YouTube làm cái gì? Tham gì tham dữ vậy? Hả, đã khoe là ngon lành hơn người ta mà Sao đi tranh giành miếng ăn vậy? Hả? Đi tranh giành miếng ăn của kênh Làm kênh Youtube vậy? Nó làm kênh thì kệ nó Nó làm kênh tốt hay xấu thì kệ nó Nó làm kênh mà có nhiều người thích hay không là kệ nó Mất gì tụi bay phải nói vô Mất gì tụi bay phải sợ nó làm kênh Tụi bay phải làm cho nó phải đóng kênh chứ được Hả? Đói sao mà giành ăn như vậy? Hả? Miếng bách Youtube là để cho tất cả mọi người Ai cũng có phần hết á Đừng có tự cho mình khôn ngoan. Nói không? Đừng tự cao tự đắc. Nói không? Đó. Cái này là ha, cái kênh của tụi tụ mày nè. Nói không? Đừng tự cho mình khôn ngoan. Đừng tự cao tự đắc. Nói không? Đó. Cho nên á. Cái người khôn ngoan là gì? Là người ta sống cho thật. Nói không? Đừng có gian dối. Đừng có đặt điều đặt chuyện cho người khác. Nói không? Đặt điều đặt chuyện cho người khác là cái thứ là ngu ngốc mà tưởng mình khôn. Đó. Cho nên là cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cái kim trong bọc nó cũng lòi ra. Thấy không? Đó. Cái đuôi thủ đoạn mưu mô nó cũng lòi ra. Thấy chưa? Đâu có giấu được. Đó. gian dối thì trước và sau không bao giờ khớp nhau được. Đó. Đó là hậu quả đó. Thấy chưa? Đó. Tụi bay không phải ngựa non háo đá mà tụi bay ngựa già rồi mà tụi bay vẫn còn háo đá. Thấy không? Thấy không? Mà đi đá, đi đá ngựa non làm gì? Tụi bay là ngựa già, tụi bay đầy kinh, kinh nghiệm rồi. Thấy không? Tụi bay đi đá với lại ngựa non làm gì? Để thua ngựa non á, sống hổ chưa? Biết nhục chưa? Thấy chưa? Đó, đó là có ngày thấy hậu quả đó. Là bây giờ là thấy hậu quả rồi đó. Thấy không? Đó, miệng thì nói đạo đức nè, còn lòng dạ thì sâu độc nè. Lấp lém cho qua nè, lấp liếm chứ không phải lấp lém, dốt nét. Lấp nó là chữ ớ nữa chứ không phải chữ á nữa Quá là học dốt Đó Hai vợ chồng thằng Sang với con Tanh đó Thằng Sang lấy liêm với con con Tanh trồn lìa đó Thấy không là ha cũng ngồi nói đạo đức nè nhưng mà hả, lòng dạ thì sâu độc nè đó lấp liếm cho qua đó đúng không rồi giờ lòi ra hết lòi chèn ra hết Đấy không rồi còn lên đó, là xạo xạo nói người ta vu oan người ta ăn hiếp mình trời ơi đi ăn hiếp người ta người ta mới vừa mở kênh kênh người ta còn bé tí chút xíu là đã đã lo ăn hiếp giành giật miếng ăn youtube rồi dành giật cái miếng bánh youtube rồi chỉ muốn một mình mình ăn thôi Không muốn cho người khác làm Nói không Chỉ muốn mình mình làm kênh thôi Không cho người khác làm kênh Nói không Đói thì sao dữ vậy Hả Sao khoe ha? ngon lành lắm mà Sao đi dành giật miếng ăn Miếng bánh youtube của người khác vậy hả? Ganh tỷ hả Xấu xa ích kỷ gian ác đúng không đủ thứ từ để mà đặt cho tụi bay phải không mà hai vợ chồng bay ngồi mở miệng nói đạo đức đó bây giờ con hồng ngọc nó nói ra những cái câu nào toàn là toàn là tác vô mặt tụi bay không á tác vô mặt hai vợ chồng con Thanh với thằng sang á còn ha nói làm sao mà nó trả lời sự thật được với cộng đồng mạng sẽ hỏi hoài trời ơi mày ngu quá à Mày cứ nói câu này hoài Tại mày hết đường mày nói rồi Mày không còn đường nào mày nói hết Mày cứ à, mượn cộng đồng mạng Mượn danh của cộng đồng mạng Chứ mày có Có mình mày có vài chục đứa hà Hả? Không phải là cộng đồng mạng được Nghe không? Mày, mày thấy không? Cái kênh của thằng Sang với con Thanh á Cộng đồng mạng theo dõi kênh nó Từ ha, trên 10.000 Bây giờ rớt đài luôn rồi đó Rớt đài luôn rồi đó Thấy không? Là biết rồi đó Đó cộng đồng mạng người ta sáng suốt lắm Thấy không Còn này làm sao mà Ông Mỹ Linh trả lời hả Mỹ Linh nó trả lời sự thật rồi đó Sự thật vẫn là sự thật Thấy không Tụi phải không thể nào mà thay đổi được sự thật Thấy không Không có lấy vải thưa che mắt thánh được nghe không Đó làm bậy thì trời sẽ khiến cho mọi chuyện sẽ lòi ra gian dối trời sẽ khiến cho mọi chuyện nó lòi ra thấy không bây giờ chuyện nó lòi ra rồi chấp nhận thua đi còn bà đặt lên mượn cộng đồng mạng nữa. cộng đồng mạng con đấu làm gì được mỹ linh còn tại sao con mai khóc hả tại sao có kết với cả ếch mà hại thanh sang hả à? mày đi hỏi con mai con mai nói cho mày nghe mày đi hỏi con mai con mai nói cho mày nghe hả chứ mày nghe cái miệng thằng cái lỗ mồm của thằng thằng sang với con tanh đó con mai nó khóc hay không nó khóc như thế nào tại sao nó khóc là chỉ nó biết nó mới là người có thể trả lời đúng sự thật hả chứ thằng sang đâu phải là con mai đâu mà, mà, mà nó đúng được thấy không còn có cấu kết hay không để hại thằng thanh với con sang không thì hỏi con mai con mai sẽ trả lời con mai mới chính là cái người trả lời đúng được sự thật thấy không còn thằng sang với con thanh không có nói giùm con mai được thấy không không có nói giùm con mai được đó tại sao con mai khóc hả con mai mày hỏi con mai mai sẽ nói cho mày nghe sự thật mày gặp con mai đi mày hỏi con mai mai nói mày nghe giống như con mai nó đã lên chính miệng con mai nó đã lên nó nói với lại trên kênh của mỹ linh rồi nó nói hết sự thật rồi thấy không còn thằng sang với với lại con tanh á không phải là con mai thấy không nó còn chửi con mai um sùm nữa kìa nó còn nói xấu con mai được nữa thấy không Vậy thì con Mai nó khóc Thì phải hỏi con Mai Con Mai nó sẽ nói cho ra là tại sao lại có cái đó Đấy không? Chứ còn thằng Sang không nói gì con Mai được Thằng Sang không phải là con Mai Con Tanh cũng không phải là con Mai Thấy không Đó, lòng người quá tàn ác, thấy không? Có lửa mới có khói, thấy không? Đó, đúng rồi. Nói không. Có Suối Biểu con Sung Mai. Đó, thì ngày nay con Sung Mai nó mới ra mà nó mới đưa ra sự thật. Thấy không? Tại vì Suối Biểu con Mai làm cái chuyện đó mà chuyện không có sự thật là đẩy con Mai vô cái tình thế con Mai sẽ bị con Mỹ Linh đưa ra công an vì vu khống đặt điều cho con con Mỹ Linh. Nói không? Đó. Lòng người quá tàn ác là vậy đó. Thấy không? Muốn được cái việc hai vợ chồng nó muốn được cái việc của hai vợ chồng nó. Thấy không? Mà bắt con Mai phải đi làm cái chuyện mà con Mai sẽ là người phải chịu hậu quả của cái việc đó. Của cái việc gian dối đó. Còn hai thằng thà, thằng sang với con Thanh hả mà uất ức đó, hả? bất ức, ức cái gì gian xảo là trời không cho vậy thôi đúng không gian ác là trời diệt vậy đó biết không cái đó là nhân quả ai cũng biết hết rồi vợ chồng thanh sen á gian ác là trời sẽ diệt vậy thôi mọi chuyện là trời sẽ sắp đặt trời sẽ xui khiến mọi chuyện lộ ra đúng không mọi chuyện gian dối sẽ lộ ra đó đó là trời diệt đó chứ đừng có mã ha, lên mở ha, chửi con mai với lại chửi con con mỹ linh cái đó là trời khiến mọi chuyện nó xảy ra như vậy đó chỉ biết câu chuyện này khi nào cả ếch nói ra sự thật là hai cô gì à là nói ra sự thật hai là cô mai nói ra sự thật để minh bạch ra câu chuyện này do ai mà ra chứ thanh sang đâu có tội gì thanh sang mà không có tội hả trời ơi cái tội của nó hả đầy trời luôn á chứ không phải giỡn đâu cái tội của nó là thấu lên tới trời cao rồi thấy không gian ác cái tội của nó gian ác là thấu lên tới trời cao rồi thấy không đó hãm hại từ Như Lan cho tới Thành Nguyên cho tới Tuấn Vĩ cho tới người này người kia rồi. Thấy không? Thậm chí là ha, suối có, bà Kim Lan này nọ, rồi có Ngọc Thanh này nọ vào cuộc chạy theo tụi nó là đã đã hãm hại hai người đó rồi. Hãm hại hai đứa đó là mất danh dự rồi. Bây giờ không thể lấy lại được danh dự. Mất mặt với trên trên cộng đồng mạng rồi, với ngoài đời thật luôn. Đó, Hại Mỹ Linh này kia, tao hỏi mày đó, rồi hại tới con gái của Mỹ Linh nữa. Cái tội gian ác cái tội của nó, tội lỗi của nó là đã ngập đầu rồi, thấu lên tới trời cao rồi, cho nên ngày hôm nay trời mới khiến cho mọi chuyện đó, nó lòi ra sự thật, nó thay đổi chiều hướng. Thấy không? Đó. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là trời diệt. Gian ác quá thì trời phải diệt vậy đó. Không có cửa nữa. Đúng không chủ đề hay lắm theo sự suy đoán của chị bà già có phải là già dặn thủ đoạn già dặn thâm độc già dặn lèo lái có phải không cộng đồng mạng ờ đúng rồi mày biết không hả kẻ cấp Gặp bà già đó không phải là hai vợ chồng con Mỹ Linh với anh Hùng đâu. Chính là thằng Sang với con Thanh đó. Đó. Thấy không? Một cặp đó. Một cặp gian gian ác, gian manh đó. đó. Nó thấy không? Đó. Bà già thủ đoạn. Thấy không? Già dặn thủ đoạn. Già dặn thâm độc. Đó, già dặn lèo lái. Đó. Nó. Là hả hai vợ chồng thằng sang với con thanh á, thấy không? đó, kẻ cấp gặp bà già đó đúng rồi đó, nó là thằng sang là là muốn ha nghe tưởng là con thanh là là ở bên úc là tưởng là con thanh là ngon lành chụp chụp con thanh đó ai về đâu con thanh nó cũng không có gì trong tay, nó nó qua nó gạt lại thấy không đó rồi con thanh qua tưởng qua ngon lành gạt lại thằng sang tưởng sao qua mới mới hớ ra mới biết ra là thằng sang là homeless không có nhà <laughs> đó kẻ cấp gặp bà già đó tụi bay nói người ta cho lắm thấy không mà tụi bay là vậy đó cho nên tự tác vô mặt thấy không còn thằng long này hả thằng long này, thằng dốt nát ăn nói tầm bay tầm bạ nó hả mà nói chuyện chí tình chí lý gì có đâu có đuôi gì đầu với đuôi đâu hả có đâu có đuôi gì trời cái đầu cái đầu của nó nó là gì hả nó chỉ có cái đuôi thôi đó nó vuốt đuôi thằng sang với con thanh thôi chứ cái đầu của nó là không có bởi vì sao bởi vì á, là cái đầu của câu chuyện là nó chưa bao giờ nó biết được con mỹ linh là ai chưa từng nói chuyện với con mỹ linh nữa thì biết cái gì người ta cho nên nó chỉ có cái đuôi à nó không có cái đầu nó đi nó vuốt đuôi thằng sang với con thanh thôi nó không chí, chỉ chí tình chí lý gì nó không nó không có đầu mà mà nó chỉ có cái đuôi thôi nó vuốt đuôi người ta mà nó lên nó chửi người ta mà tao tưởng là con mỹ linh chắc là từng đạp đầu cha mẹ của nó nó nó, nó tức khí nó nổi vậy đó cộng đồng đều hiểu mà cái ếch sao không hiểu ừ mày hồng ngọc mày là con con ếch đó mày là con ếch bự luôn á nó không đó mày là con ếch bự luôn á nó không cho nên mày mới không hiểu chứ cộng đồng mạng ai cũng hiểu ai cũng hiểu hai vợ chồng này gian gian ác xảo trá gian manh cho nên là ha để cho trời trời tru đất diệt hai vợ chồng này càng gian ác chừng nào trời diệt chừng đó, trời diệt là khỏi có sống luôn. Tao nói rồi đó. Trời hại thì người ta chỉ điêu, ý, người hại thì người, là người khác chỉ có điêu đứng. Nhưng mà trời mà phạt rồi là không có đường nữa mà thoát, không có đường để sống. Tao nói cho biết rồi đó. Đó, trời hại không có bằng, ý người hại không có bằng trời phạt, đúng không? Đó. Cho nên tụi bay đi hại người đi. Thấy không? Tụi bay đi hại người cho lắm vô. Trời sẽ phạt tụi bay. Mà hiện nay là trời đang bắt đầu phạt tụi bay rồi. Đang bắt đầu trừng phạt tụi bay rồi. Thấy không? Con ếch nó lên lai nó nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó em. Đúng rồi. Con ếch nó, nó nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn là bà Gina này dạy nó đó. Bà Rina này khuyên nó đó Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó em đúng không à, Có nghĩa là bây giờ đừng có thèm nói năng gì Đừng có thèm quan tâm tới tụi bay đúng không Mà để chờ đi qua Đức đi Rồi lên làm việc Đưa nó ra cho cho cảnh sát bắt đó Đó Là quân tử là làm bằng luật pháp với tụi nó đúng không chứ không có giỡn giỡn không có lên trên mạng mà cãi qua cãi lại nữa Đấy không đó còn ha để cho bà rina này bà bốc phốt cho nó vui tụi bay càng nói ngu càng nói dốt càng nói bậy nhiều bà rina bà biết được là bà lấy ra bà bốc phốt bà chế diễu Nói không bớt ngu bớt dốt nói không chủ kênh làm kênh mà lên ngồi nói dốt quá nói ngu nói dốt không à Nói không có kiến thức, có hiểu biết thì hãy làm kênh. Còn hay dốt quá thì đừng có lên mà nói. Nói dốt vì người ta khui ra. Nhục lắm biết không? Biết mắc cỡ không Thanh? Hả?